lời nói đầu tiên xin cho phép là Suzu được thay mặt cho khán giả Lotto Hương Nam được gửi đến tất cả quý vị khách quý đang có mặt tại Đầm Sen Square. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trời, cái nhạc gì mới vô nhỏ xíu vậy mấy đứa. Trời ơi là trời. Rồi, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với những dòng lời đầu tiên cho dòng quay số Lotto. Đó chính là 20.000 đồng cho một lá vé thưa quý vị. Đó, 20.000 đồng là vé với giá trị giải thưởng đó chính là một phong bao lì xì 1 triệu đồng. Rồi, bây giờ thì ông già Noel đang phát kẹo cho quý vị nha. Lớn nhỏ gì cũng sẽ được kẹo ăn quý vị nha. Ai không sợ xuống răng á thì mình cứ ăn kẹo thoải mái quý vị ha. Với mọi lời lẽ cái dòng loại đầu tiên đó là 20.000 đồng. Và quý vị ơi, lưu ý giùm em, đó là chợ của mình rất là đông, cho nên quý vị lưu ý cái vấn đề đó là móc túi quý vị nha. Lưu ý, hết sức lưu ý vấn đề về móc túi nha. Đặc biệt là tân trang quý vị, hai dây chuyền đó, hoặc là giỏ sách, túi sách quý vị mang đi á, quý vị mang lên ngoài trước giùm em. Quý vị mang ngoài sau có người móc quý vị đâu có biết nha. Hoặc là quý vị nhớ bảo vệ tư trang của mình đó, tại vì đôi khi là chợ đông là sẽ xảy ra những tình trạng như là móc túi quý vị, bớt đít nữa quý vị, lưu ý giùm em nha. Và bây giờ chúng em và xin mời tất cả các cô chú các bạn theo thông lệ thì chúng em sẽ kiểm banh đầu giờ ạ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm banh nào. Số 1, 2. Dạ rồi, cô chú chị mình chưa có vé, các mình dạng giơ tay lên nha. Chúng em điều động nhân viên đến tận nơi phục vụ cho vị mình luôn. Đó, những là vé cuối tay là những là vé ít rồi nhiều tay sẽ mang lại nhiều may mắn cho tất cả quý vị. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 và 30. Kính thưa quý vị, 30 con cờ đầu tiên và tiếp theo sẽ là 30 con cờ tiếp theo. Rồi, nó thò tay ngọc thọc tay nhà ma róc là móc ra chứ đừng có ma rét mà nhét cho vô. Là tụi em rất là buồn quý vị ơi. Với mọi là vé trong lần này chỉ có 20.000 đồng thôi. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 và 60. Kính thưa quý vị, một lần còn cầu quay số mà hợp lệ là sẽ có 60 con số và không được thiếu một con số nào, cũng như là không có một con số nào bị lặp đi lặp lại thưa quý vị nha. Rồi, và đêm nay thì cũng còn trong cái mùa lễ đó là Noel, thì kính chúc quý vị sẽ có một đêm Noel thật là tuyệt vời, một mùa Giáng sinh thật là ấm áp và an lành cùng với gia đình, bạn bè và người thân. Và một lần nữa rất là mong quý vị đó là khi mà tham gia và tham dự vào chương trình Lotto Show của Hương Nam cũng như là đi vui chơi mua sắm tại Đầm Sen Square, quý vị lưu ý đó là nhớ thực hiện thông điệp 5K bảo vệ sức khỏe, đó là rửa tay diệt khuẩn nè đó, rồi mình mang khẩu trang nữa thưa quý vị nha. Mình ăn uống thì mình có thể tháo ra ha, ngoài thời gian đó mình nhớ mình mang vô. Rồi, và về vấn đề về an ninh đó là khi quý vị nhớ bảo quản tân trang của mình, đặc biệt là bóp nè, điện thoại nè đó, tiền bạc nè, dây chuyền nè, lắc vòng nè nè đó, quý vị nhớ bảo quản tân trang của mình nhớ vị nha, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Kính thưa quý vị, và cũng như tất cả các người đẹp trong danh hát Lotto Hương Nam đang đi bán vé thì mấy tụi em cũng nên cẩn thận tiền bạc mình cầm trên tay, và song song vào đó cũng cẩn thận bị giật tóc giả nha tụi em nha, để gì tránh trường hợp đó nha tụi em. Vâng, và cảm ơn, và cảm ơn tất cả các cô chú, các chị và các bạn, và hãy nhận đây lòng tri ân rất là chân thành đã chọn Hương Nam làm một và cuối giờ, cuối ngày và trong 7 ngày liên tục quý khán giả đến đây dành tình cảm cho Hương Nam. Chân thành cảm ơn và cảm ơn quý khán giả rất nhiều ạ. Và thưa quý vị và khán giả của Hương Nam, chúng em sẽ lên đèn tất cả các ngày trong tuần vào lúc 18:30 tất cả các ngày trong tuần luôn thưa quý vị nha. Và quý vị lưu ý khi mà mình tới đây mình sẽ phải đó là mua một cái ghế, có ngày đó là 30.000 ngày thường, còn nếu mà có ca sĩ là 40.000 đồng. Thì khi mà mua một cái ghế rồi, quý vị sẽ được tặng lại cái phiếu ăn uống trị giá 25.000. Và với chiếc phiếu đó, quý vị có thể ngồi bất kỳ ở một cái ghế nào khi mà quý vị thích. Quý vị tới cái ghế đó, quý vị ngồi, ví dụ ở ghế này, quý vị ngồi vô cái ghế chảy này là quý vị đang trống, quý vị ngồi ở đây. Tuy nhiên, quý vị muốn cầm cái phiếu 25.000 đó, quý vị ăn uống bất
kỳ một gian hàng nào cũng được. Nếu có xảy ra một trường hợp là anh chị tiểu thương nào nói là không cho quý vị mua nước hoặc là mua đồ ăn ở tiệm khác tới ngồi tại khu vực đó, quý vị liên hệ trực tiếp tại sân khấu của Gánh Hát Lô Tô Hương Nam hoặc là phòng của ban quản lý phía bên đây thưa quý vị nha. Bởi vì ghế là hoàn toàn khi mà quý vị thuê rồi đó thì là tốn 5.000, còn cái phần còn lại đó là 25.000. Quý vị muốn ăn uống hay mua sắm bất kỳ một gian hàng nào cũng được, và không có bất kỳ một cái quy định nào quý vị phải ngồi tại khu vực của gian hàng đó là phải mua của gian hàng đó cho quý vị nha. Và quý vị thích ăn cái gì quý vị cứ mua. Có nghĩa bây giờ với mời là bé đó là 20.000 đồng. Xin mời quý vị chúng ta bắt đầu. Yo so. Rồi, hãy tới ngay bây giờ. Ai chưa có vé giơ tay lên cái gì. Để tất cả các đôi đẹp chúng ta cùng chịu từ nơi 20.000 đồng. Một phóng bao lì xì rất là dễ thương, trị giá 1 triệu đồng. Để dành tặng cho tất cả quý vị còn thật may mắn. Sure. Cuộc sống gì đây mấy thì ra một cách gì ra. Cuộc sống gì đây mấy thì ra một cách gì ra. Cuộc mấy gì ra mấy thì ra một cách gì ra. Lắc lặng hẳn nghe em đây cười cận ra. Giờ đâu mà không mấy nặng. Giờ đâu mà không mấy nặng còn mấy cờ ra. Rồi, hết đến chú vị ơi. Sống gì đây mấy thì đây. Ngồi chờ chút con vui. Chứ mấy trên người mà còn ghét người. Lúc đó vị ơi. Lúc đó thật hay. Mình cho quay nhà quay nhìn cho người. Đúng rồi, đúng rồi. Người trong mấy tình nhà người chơi chỉ tay lên tất cả có nhau. Đốt như ngọn đèn cố gắng cháy đâu. Ta cha theo anh kẻ chung khó. Xuống đi ra, có mấy gì đây mấy gì đây. Cô xuống đi đây mấy gì ra mấy gì ra. Đi cái ngọt còn thấy cơn to thì to. Còn có gì em thích được không phải bỏ. Không bỏ cái chạy đến vô. Các cậu đi chơi lô tô. Lô tô, lô tô, lô tô. Quý này học lý tô. Tất tâm suy nghĩ đến lộ có thờ kinh. Lời cái thái bình chắc em chưa lâu mong. Đâu gì ra. Xuống đi ra mấy gì đây có mấy gì đây. Cá không khoan muối thì cá ưng. Con cải cha mẹ chăn đường là con ưng. Còn sông từ còn sông bốn. Con sông bốn. Còn sông bùi nghĩa cơ mây. Còn sông bông thì còn sông từ. Còn sông bông mới đầu tiên. Số đầu tiên còn sông bốn. Còn số từ còn sông từ còn sông bốn. Còn sông từ còn sông bốn. Sông gì đây sông gì đây. Sông gì đây sông gì ra. Sông gì đây sông gì đây. Sông gì đây sông gì đây. Một nửa của tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chốn vì đam mê vì đã cùng nhìn ghế cô đêm đau đầu thương nhau quá lâu bên ngàn dặm giờ đó mới quay chữ hầu chúng ta vẫn xa lạ giờ mũi tay mà mê vào những khi nhau đành sao 36 còn 36 là 36 còn 36 36 36 36 36 hay gì đây hay gì đây hay gì đây chúng em được đăng cờ bên trên tối này nha. Rồi xin mời anh trai nào đọc giải mới lên sân khấu giúp em thưa quý vị.